Trang nhà Nhi thì nhỏ bé thôi. Trang nhà là gì? Đừng nhờ tao như thế. Ê, kiểu như thế mình lấy phiền đấy nhở? Tao thì gỡ mua trà sữa cho tao, đứa phải cọc nó cho nào. Đúng không? Chị đâu đấy? Nhưng chị quá, đã quá cũ để anh làm được đấy rồi. Thì thôi, tao cảm ơn, kiến tác phẩm của đời tao, tao đừng khác. Ôi, yêu quá. Tại vì bọn em hay cảm ơn. Dạ một ít nhé. Thì tính tuổi thì là kém nhiều lắm, 20 tuổi. 20 rồi. Em là mình là 20 đúng không? Em 22 rồi. 22. Em 19. Ồ, nghe nó không hợp lắm. Ăn một ít hành đúng không? Ok. Ngon chưa mọi người? Suốt bánh cuốn đầy ủ ủ luôn á. Mua bộ anh không nước ở mua xôi được không? Thằng này bị điên rồi, tao không giải, tao là gọi Kim Mã, ok. Em thấy phải quảng cáo quán cho chị với. Em có quảng cáo mà, chị ơi chị ăn miếng thịt này đi. Bạn bè biết tới. Đây, bạn này là người dẫn em vào đây đấy chứ. Ui, cháu quảng cáo nhiều khách ở đây lắm, hết tí nữa có một bạn đấy ra, bạn ấy chuyên ăn ở đây này. Dẫn nhờ cả cái quán neo ra đây ăn này, tí cô giảm giá thì giảm giá này. Cháu giới thiệu nhiều lắm. Nhiều cũng nhiều mới, cháu dẫn ra đây hết đấy. Bạn này cứ yêu ai là dẫn ra đây ăn mấy cuốn đúng không? Chị ạ? À? Đang ở đâu? Ở đây. À, bọn em đi học. Học trường. Bọn em ở bên Cầu Giấy. Thế để bù lại những cốc trà sữa tặng chị ạ. Em xong rồi.